Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo sau khi xem hết video này để đồng hành cùng chúng tôi cũng như đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Xin kính thưa quý vị và các bạn, họp báo huấn luyện viên Indonesia và Philippines lao vào ăn thua với nhau vì đội tuyển Việt Nam. Cả châu Á bật cười, Việt Nam hưởng lợi lớn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Philippines ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 sáng nay, ngày 10 tháng 6. Trong cuộc họp báo chính thức trước trận hạ màn bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 đã chính thức diễn ra, huấn luyện viên Sintayong của Indonesia cùng với huấn luyện viên Thomas Enfis của Philippines đã trả lời những câu hỏi của giới truyền thông liên quan đến trận đấu giữa hai đội tuyển diễn ra vào lúc 19:30 tối nay trên sân vận động Bung Karno. Huấn luyện viên của Indonesia và huấn luyện viên của Philippines đã suýt nhảy vào ăn thua với nhau, thưa quý vị. Phát biểu và nêu quyết tâm của huấn luyện viên Thomas Enfis bên phía Philippines đã làm cho huấn luyện viên Sintayong của Indonesia đứng ngồi không yên. Ông Sintayong đang trong những chuỗi ngày giây phút cực kỳ căng thẳng. Sự nhạy cảm của huấn luyện viên Sintayong trong thời điểm này giống như một chiếc lá rơi cũng làm ta bâng khuâng vậy. Về phần họp báo của huấn luyện viên Philippines, huấn luyện viên Thomas đã tuyên bố chắc nịch rằng dù Philippines đã hết cơ hội để đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, nhưng không có chuyện là chúng tôi buông xuôi. Philippines sẽ chơi một trận sống mái với Indonesia vì danh dự của tuyển Philippines. Tôi đang rất ngóng đợi màn thể hiện của các học trò trận đấu sắp tới với đội tuyển Indonesia. Philippines của chúng tôi sẽ làm gỏi bằng cơn mưa bàn thắng trên sân vận động Bung Karno. Nếu chơi nỗ lực hết mình và không gặp vấn đề gì, Philippines hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu chiến thắng. Điều tôi nói có thể là tự tin thái quá, tuy nhiên tôi không hề kiêu ngạo. Đây là niềm tin mà tôi có được sau khi dẫn dắt các học trò Indonesia. Ở bên phía Indonesia, ngoài việc họ có một số lực lượng cầu thủ nhập tịch hùng hậu, nhưng Philippines không hề kém cạnh khi chúng tôi có những cầu thủ đẳng cấp ở châu Âu. Khi bước vào trận đấu, cả hai đội đều có 11 cầu thủ trên sân, cơ hội là như nhau. Tôi biết rằng nhiều khán giả của Việt Nam sẽ cổ vũ cho Philippines ở trận đấu tới. Rất cảm ơn các bạn vì điều này. Tôi cũng không biết là vô tình hay là cố ý mà ở buổi tập tối ngày 8 tháng 6, đội tuyển Philippines trên sân Pauso Reco bất ngờ bị gián đoạn bởi sự cố mất điện. Ở bên cạnh sân tập thì đường phố và các tòa nhà chung cư vẫn sáng đèn. Tuy không có đèn nhưng các cầu thủ Philippines vẫn tiếp tục tập luyện, chuyền bóng cho nhau trong đêm tối. Điều này khiến cho chúng tôi hài lòng. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng lần này Philippines sẽ đánh bại Indonesia để chứng minh rằng đội tuyển Philippines cũng mạnh mẽ chứ không kém một đối thủ nào ở Đông Nam Á. Huấn luyện viên Thomas cũng bất ngờ nhắc tới đội tuyển Việt Nam trong cuộc họp báo lần này, vì huấn luyện viên chỉ ra rằng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Iraq. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã trình diễn một lối chơi để cân bằng ở khả năng phòng ngự cũng như tấn công ở dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra rất mạnh. Thậm chí nhiều lúc tôi nhìn vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam tối ngày 6 tháng 6 cũng phải thốt lên rằng Việt Nam có một sức mạnh thần kỳ. Các cầu thủ Việt Nam có tâm lý và sự quyết tâm mãnh liệt mỗi khi ra sân thi đấu. Sức mạnh của đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc này đang có sự tổng hòa từ các hậu vệ cũng như hàng tiền đạo đã có sự gắn kết. Ở trận đấu Việt Nam với Iraq ngày 12 tháng 6, tôi tin là đội tuyển Việt Nam sẽ hòa đến thắng. Đó là toàn bộ những thông điệp mà chiến lược gia người Bỉ gửi gắm đến huấn luyện viên Sintayong. Sân Bung Karno dự kiến sẽ lấp đầy khán giả là 88.000 người fan hâm mộ Indonesia để đến xem thầy trò huấn luyện viên Indonesia tự quyết số phận bằng việc đánh bại Philippines là có vé đi tiếp ở giai đoạn thứ 3 vòng loại World Cup 2026. Xin kính thưa quý vị và các bạn, thực tế thì Indonesia đang nắm quyền tự quyết và phải thắng Philippines thì họ sẽ đi tiếp. Bất kể là rạng sáng ngày hôm sau trận đấu giữa Iraq và Việt Nam có kết quả như thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên Philippines lại là đối thủ khó chơi. Trước những phát biểu cứng rắn và đầy sức nặng của huấn luyện viên Philippines, huấn luyện viên đội tuyển Indonesia tỏ ra cay cú và định ăn thua với chiến lược gia người Bỉ. Ông Sintayong nói, có vẻ như Philippines đang hướng về Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ không làm điều đó xảy ra. Indonesia chúng tôi tự tin với sự ủng hộ của 88 vạn khán giả nhà và với lực lượng cầu thủ nhập tịch đẳng cấp. Chúng tôi đủ sức để giành chiến thắng trước Philippines. Indonesia sẽ giành vé đi tiếp, qua đó chấm dứt hy vọng của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa Indonesia và Philippines tối nay sẽ rất thú vị. Các học trò của chúng tôi đang đưa ra những thông điệp đầy hy vọng và đáng khen ngợi. Mọi người hãy cùng chờ đón những bước tiến của đội tuyển Indonesia. Chúng tôi có những cầu thủ tài năng. Tôi nghĩ họ sẵn sàng để gánh vác mọi trọng trách mang tên Indonesia. Chúng tôi sẽ không cho đội tuyển Việt Nam có cơ hội để mơ đến một tấm vé đi tiếp. Tất cả chúng tôi biết rằng cuộc chạm trán giữa Philippines và chúng tôi mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tuyển Indonesia chúng tôi quyết giành chiến thắng để có tấm vé đi tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Và xin kính thưa quý vị và các bạn, tuyển Việt Nam sẽ mất Văn Toàn ở trận đấu gặp Iraq. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không thể góp mặt trong chuyến làm khách của tuyển Việt Nam trên sân vận động của Iraq vào tối ngày 12 tháng 6 vì án treo giò. Phút thứ 76 trong trận tuyển Việt Nam gặp Philippines tối ngày 6 tháng 6,
Văn Toàn có một pha phạm lỗi nhằm ngăn cản tình huống phản công của đội khách. Trọng tài lúc này đã rút thẻ vàng cảnh cáo số 9 của đội tuyển Việt Nam. Với chiếc thẻ phạt này, tiền đạo sinh năm 1996 không thể góp mặt trong trận đấu cuối của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 gặp tuyển Iraq. Trước đó Văn Toàn đã nhận 2 thẻ vàng, vì thế anh bị treo giò một trận đấu. Việc phải mất Văn Toàn là một tổn thất khá lớn cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình, tiền đạo người Hải Dương đã được huấn luyện viên Kim Sang Sik xếp đá chính trong trọn vẹn 90 phút. Đây là điều hiếm xảy ra dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo hay là kể cả ông Philip Rousseau. Trong chiến thắng 3-2 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines, dù không ghi bàn nhưng mà Văn Toàn có màn trình diễn khá ấn tượng khi anh đã rất là xông xáo, tiếp tục cho những tình huống đi bóng thu hút hậu vệ của đối phương. Tiền đạo của câu lạc bộ Bình Định đã để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 65, chỉ 3 phút sau khi đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới. Trong khi Văn Toàn phải bỏ lỡ trận đấu gặp Iraq, thì tuyển Việt Nam đón sự trở lại của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Trước đối thủ có thể hình tốt như là Iraq, chơi bóng bổng tốt, thì sự góp mặt của cầu thủ có chiều cao và kinh nghiệm chiến đấu như là Việt Anh giúp cho hàng thủ của tuyển Việt Nam chắc chắn hơn. Và xin kính thưa quý vị và các bạn, một kịch bản được vẽ ra, đó là kịch bản đội tuyển Việt Nam đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 thì sẽ như thế nào? Tuyển Việt Nam giành chiến thắng cảm xúc trước Philippines trên sân nhà Mỹ Đình vào tối mùng 6 tháng 6 ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại World Cup 2026. Tiến Linh đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp cùng với pha ghi bàn quyết định của Tuấn Hải ở phút thứ 90+5 để về chiến thắng 3-2 cho những chiến binh sao vàng. Tân huấn luyện viên Kim Sang Sik vì vậy mà có màn ra mắt với người hâm mộ Việt Nam thuận lợi với 3 điểm quý giá. Trước đó, Indonesia dù quyết tâm nhưng phải nhận thất bại 0-2 trước Iraq ngay tại trào lửa Gelora Bung Karno. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Sintayong chưa thể giành vé đi tiếp và bị tuyển Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm. Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có 6 điểm với hiệu số là -2, trong khi Indonesia sau 5 trận có 7 điểm cũng có hiệu số là -2. Ở lượt cuối cùng của trận đấu vào ngày 11 tháng 6 tới, tức là đêm nay và rạng sáng mai, tuyển Việt Nam phải làm khách trước Iraq. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục đón Philippines trên sân nhà. Tuyển Việt Nam sẽ đoạt tấm vé còn lại của bảng F và vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khi trường hợp tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Iraq và chỉ cần Indonesia không thắng Philippines thì Quang Hải và các đồng đội sẽ đi tiếp. Trong trường hợp Indonesia có được 3 điểm trước Philippines thì đội bóng xứ vạn đảo sẽ giành tấm vé đi tiếp mà không phải là đội tuyển của chúng ta. Khi đó chúng ta không cần quan tâm đến trận đấu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam nữa. Về khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi chưa dám chắc chắn, nhưng khoảng cách giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển của chúng ta là 1 điểm. Vì vậy cơ hội vẫn còn. Các cầu thủ của chúng ta hãy cố gắng lên, cố gắng để thi đấu có kết quả tốt. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.